gỏi gà măng cục. Gỏi khô cá lóc măng cục, năm nay măng cục dính tam tay nữa rồi cả nhà ơi. Hôm nay mình với thằng Caramel á quyết định chi tìm măng cục về làm gỏi nha. Mà cái món làm từ măng cục á nó chưa có hạ nhiệt đâu cả nhà ơi. Mà năm nay mới đúng là tam tay của măng cục nè. Ta nói đi 10 vườn á là hết 9 vườn không có trái rồi. Mà may mắn là mình cũng tìm ra một cái vườn măng cục có trái nha. Thì cái vườn măng cục này á là của bà Năm gần nhà vợ của mình nha cả nhà. Mà mình thấy trái ra cũng ít chứ không có nhiều nha cả nhà. Bà Năm nói á năm nay nó ra trái ít lắm. Chỗ nào cũng vậy hết trơn á chắc do năm nay thời tiết nóng hay sao á mà từ trước tới bây giờ á mình chưa biết cái cây măng cục nó như thế nào luôn á bữa nay đi hái trải nghiệm thử cho biết mà chưa gì hết trơn là mình thấy bay màu hết cái áo rồi đó mình thấy mũ quá chừng rồi mình kêu thằng caramel nó lên nó bẻ mà cuối cùng nó cũng mặc áo trắng luôn rồi cuối cùng hai thằng si que hết hai cái áo luôn được nhiêu đây nha cả nhà cũng nhiều à cũng ba bốn ký nha mà không biết một hồi gì gọt nó ra sao nữa sao chăng cái gì nữa ông đem về nhà một hồi ông gọt là ông biết chứ gì thì mình bẻ cũng được gần 5 kg nha mà không biết gọt ra được nhiêu thịt nữa mình nghe nói á, là măng cục sống mắc lắm sao mình mua ở đây có 70 k một ký hà mà năm nay măng cục nó thắt nữa chứ không phải trúng nha sao nó rẻ quá vậy cả nhà mình nghe nói á, măng cục sống mà lột rồi á là một củ trên một ký đó hai măng cục xong sẵn mình ghé nhà vợ mình thấy không có ai vô lụm hai trái sầu riêng đem về luôn <laughs> thì đi nữa ngày trời hai thằng cũng mua đầy đủ nguyên liệu rồi nha bây giờ bắt tay vào việc thôi thì mình mua được một con gà tre cũng tầm ký gửi à bây giờ mình sẽ làm sạch rồi đem đi luộc nha rồi thì bỏ vô đây đi chừng nào nó chín nó chín bây giờ mình sẽ đi làm những cái nguyên liệu lặt vặt nha rau răm á mình sẽ sắc nhuyễn ra để tí xíu trộn rỗi nha còn cà rốt á mình sẽ bào sợi ra sau đó mình sẽ đem đi ngâm đá nha ớt cũng vậy ớt này là ớt không cay nha mình cũng sẽ sắc sợi ra sau đó mình ngâm đá cho nó giòn nha cả nhà rồi mình thấy vô tủ lạnh để đó đi bây giờ mình sẽ đi làm chuyện khác nha đậu phòng thì rang lên còn hành thì phi lên còn cái này mới lên thiệt nè trời ơi mình không tin vào mắt mình á là mũ nó như thế này luôn đó bây giờ mình mới hiểu cảm giác gọt măng cục sống là như thế nào rồi đó lần đầu cũng như lần cuối nha giả từ lột măng cục sống nha ta nói hai thằng lột gần 3 tiếng đồng hồ mới rồi mà thành quả lột được nhiêu đây nè chưa được một ký lô nữa bây giờ mình biết tại sao cái măng cục mà lột sẵn nó mắc rồi đó rồi bây giờ mình sẽ thái mỏng cái măng cục ra rồi sau đó mình sẽ đem đi ngâm đá cho nó giòn nha cả nhà rồi bây giờ mỗi người một công việc nha thằng caramel á thì nó chiên bánh phòng còn mình á thì xé gà một tí xíu nó trộn gỏi nha xé gà xong á bây giờ mình sẽ đi ra cái vàng phơi mình lấy hai ba con khô cá lóc đem vô nướng tí xíu nó trộn gỏi với măng cục nha mà khô cá lóc nướng trong cái lò này ha ta nói nó lên màu đẹp cực kỳ đẹp luôn ok bây giờ mình bắt đầu trộn gỏi nha cả nhà đầu tiên là thịt gà nè rồi mình cho măng cục vào kế tiếp á, là củ cà rốt bào sợi ớt cũng bào sợi luôn nha mấy cái này á hồi nãy mình ngâm đá rồi ta nói nó giòn dữ lắm cả nhà ơi tiếp theo là rau găm nè rồi mình cho nước sốt vào mình trộn nha. Mới có tới công đoạn trộn thôi á mà ta nói cái bao tử nó kêu ọt 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 rồi đó. Rồi sao đành lòng được đi ta? Không lẽ làm thử miếng đi chứ. Thôi để đó đi. Đằng nào một hồi mình cũng ăn mà. Bây giờ mình sẽ trộn thêm cái món gỏi khô cá lóc nha. Mà cái khô cá lóc này á trộn gỏi măng cục á ta nói không có thua kém gì gỏi gà nha. Nhìn cũng bén lắm đó. Rồi, thì đây là hành quả một ngày trời của hai anh em tôi đây. Mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng nha. Mà chiêm ngưỡng thôi, không có thưởng thức được đâu hai anh em mình sẽ thưởng thức ngay bây giờ đây bánh phòng nè hai miếng măng cục nè một miếng thịt gà nè một tí xíu gỏi nè đậu phộng nè rồi mình rưới lên một tí xíu nước mắm nè rồi dứt ừ, ừ, tao nói bánh phòng nó giòn nè măng cục nó giòn nè cà rốt giòn nè ớt giòn nè thịt gà giòn nè ý lột thịt gà ngọt nè nước mắm thì chua chua mặn mặn ngọt ngọt Khỏi nó nhiều mời đẹp còn cái món gỏi khô cá lóc mang cục này á, nó không có thua kém gì gỏi gà đâu nha cả nhà. Thì cái gỏi gà mình chấm là 10 trên 10 nha, còn gỏi khô cá lóc á mình chấm là 8 điểm rưỡi nha cả nhà. Thì hai anh em mình mà ăn hết hai cái dĩa gỏi này á, chắc không có mặn đâu. Không có mặn đâu ha. Chắc không có mặn đâu mà.